Đưa ra đây dùng tập của anh đâu. Thầm mắt em đâu. Ôi kêu quá. Ba kêu quá. Ba kêu quá. Người ta đi. Cái gì thế? Cái gì thế? Cái gì thế? Cái gì thế? Hai đứa dừng lại ngay cho mẹ coi. Có chuyện gì nào? Mẹ ơi, ăn Vi đi học mà không biết bà không làm bài. Ăn Vi cứ đòi mượn tập của con hả mẹ? Vậy hả con? Thế tại sao mắt con bị thâm như thế này? Con không cho anh Vinh mượn tập nên anh Vinh đấm thâm mắt con đó mẹ ơi. Tại sao thế hả Vinh? Đi học đi thành cái kiểu gì mà không biết bài không làm bài, đã thế lại còn đánh cho thâm mắt em thế hả? Con làm anh cái kiểu gì á? Dạ chép bài mỏi tay lắm mẹ, còn bài con có biết gì đâu mà làm, vì em biết tiểu quá nên con đấm thâm mắt em luôn. Mẹ hoàn toàn không đồng tình với việc làm của con đâu nhá. Con là anh hai lớn rồi, phải chăm chỉ học hành để làm gương cho em chứ. Con làm sai rồi đó, bây giờ con hãy xin lỗi em đi. Dạ không, con không xin lỗi em đâu, vì em ích kỷ quá, không cho con mượn một quyển tập. Được rồi, con không xin lỗi đúng không? Để tối nay về mẹ sẽ làm việc với con sau. Bây giờ hai anh em đi vào nhà, sắp xếp đồ dùng học tập để đi học không trễ giờ nhá. Dạ. Chào con trai. Chào mẹ. Thế con trai mẹ học bài và làm bài đầy đủ chưa? Dạ rồi. Ừ, con còn nhỏ mà ngoan lắm, mẹ khen nhá. Bây giờ con đi học đi. Con chào mẹ con đi học. Ừ, chào con. Em đi học rồi, không biết là anh ở đâu rồi ta. Vinh ơi, đến giờ đi học rồi kìa con. Lè lè cái chân lên để đi học kìa con. Học hoài chán lắm mẹ. Sao lại chán hết mẹ nghe xem nào. Con không đi học đâu, đi học chán lắm. Suốt ngày bị thầy cô la rồi đuổi ra khỏi lớp. Thầy la vậy nè. Đi học không học bài, không chép bài, ra khỏi lớp đứng cho tôi. Đó là lỗi của con mà. Đi học thì phải viết bài làm bài là đúng rồi. Rồi bây giờ con đứng lên đi học đi. Mẹ cho con bim bim ngon nè. Nè, bim bim khoai tây con thích nha. Nè, nào, cầm đi ăn để đi học con. Con ăn rồi đâu. Cái đó con ăn hoài, ngán lắm. Rồi con không thích bim bim đúng không? Dạ. Rồi thế mẹ lấy. Nè, xíu xíu khe cơ bồi con thích nè. Dạ, nhưng mà cái này con ăn hoài cũng ngán không chứ anh. Xích theo cái bồi đó. Hôm nay ngán rồi hả? Rồi, cho cái khác nha. Đây, kèo mút đủ màu sắc luôn, đủ hương vị luôn. Con thích cái nào con lấy đi. Con không lấy đâu, kèo mút hồi bữa con ăn nhiều lắm, giờ con ngán rồi con không ăn đâu. Sao mà cái gì cũng ngán quá vậy? Rồi, đảm bảo cái này con thích nha. Tiền tiền, kèo dẻo hamburger màu sắc. Thích không con? Thích. Thích thì dạy ăn thì đi học nha. Nhưng mà con, với một điều kiện con phải ăn ở đây hết rồi con mới được đi lên lớp, lên trường. Trời đất ơi, ăn hết nhiêu đây thì các bạn học xong hết bài, hết vở rồi còn con lấy gì mà học? Con về đi học ngay cho mẹ đi. Cầm đi để lấy học nước. Không, con. Ôi, về đi học đi con. Không, đi học đâu. Đi học không trễ giờ đó con. Con nghe không? Con nghe lời mẹ rồi mẹ thương nhá. Nào, nhanh lên, để đi học nha. Không, đi học đâu. Thôi. Ở nhà. Thôi, chưa rồi, dậy đi học đi nhá. Nè, không trễ giờ nè, cổng trường đóng lấy gì mà vô. Cổng trường đóng càng tốt, con thích ở nhà hơn. Con phải chặt cái gì đi học nhanh lên. Không đi học đúng không? Không đi học mày kéo đi bây giờ nè. Rồi nhanh lên nè, chiều con đứng lên nha. Không đi học đâu. Mẹ mày cho con ăn hết, rồi con mới đi học. Không được, xách lên trường khi nào ra chơi thì con ăn. Ra chơi lâu lắm. Không được, thôi dậy đi học, nghe lời mẹ nha. Không đi học nghe đâu. Nghe lời mẹ đi. Không biết ở nhà đâu.